Rồi, hello, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Lâu quá mới lên clip lại cho anh em ha. Thì hôm nay tiếp tục là đầu túp anh em ơi ha. Đầu túp này soạn ra được mới hàng mới và quay chi tiết cho anh một số hàng luôn ha. Đó. Thì đầu túp cũng còn một mớ chưa lên trong ngày hôm nay nữa, nhưng mà để mai mốt em soạn xong em sẽ lên sau anh em ơi. Đầu túp tiếp 3/8, 1/4 rồi mấy cái đầu vẫn vít đồ cũng khá là nhiều hàng ở mặt sau. Rồi hôm nay thì lên được nhiêu đây, đặc biệt có motor một người một pha anh em ha, cái này em lên về được ba mấy bốn chục con ha. Đó, rồi đầu tiên vô đầu tiếp luôn anh em ơi ha. Đầu tiếp thì anh em mua về thì khá là nhiều anh xài sửa xe em thích cái dòng này. Đó, để em ngồi. Rồi đầu tiên thì hôm nay thì em mới soạn được một ít đồ như thế này đây anh em ơi. Đầu tiên một bộ đầy đủ nha, một bộ nói chung bộ tiếp 1/2, 1/2 thì có những size đây. Đó, trên đây em có ghi cho anh em dễ hình dung nè. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 30 là 11 số anh em ơi. Và đặc biệt cái lô này á, em vệ sinh rất là, nói chung là mình mới tìm ra được một cái vệ sinh nó rất là đẹp anh em ơi. Không như trước, nè. Cái cây này còn sót lại cái đợt trước em vệ sinh em đánh lên cái, thường cái này anh em khi mà mình đánh lên cái nó mất một cái lớp chống sét, giống như một lớp áo bảo vệ của cái thép của nó anh em, nên mình không đánh gì nữa ha. Đó, mà mình ngâm một loại chất tẩy để nó ra được ha. Đó, nó như gì rất là đẹp luôn em, nhưng mà cũng không tránh khỏi còn một số cái nó bám lại nha. Nè, như này bám nè. Đó, này tiếp 10 nè, rất là đẹp luôn. Tiếp 10 thì tiếp 75, này là đúng của boss luôn nha anh ơi. Một bộ boss này mà chầm 10 mười mấy chi tiết anh em mua tới 1 triệu, loại dài này 1 triệu 3, 1 triệu 4 lận. Nhưng mà em đánh lên gì nè, rất là đẹp luôn anh em ơi. Nè, anh em thấy nguyên bộ ha. Đó. Nó dài 75 anh em ơi ha. 75. Đó. Có những số đây anh em ơi, 10 11 12 13 14 17 18 19 21 24 30 nha. 30 là cái ngắn này. Đó ha. Thì không tránh khỏi những còn những cái hang gỉ chút đỉnh nha anh em ơi, nó còn bám lại chút đỉnh. Thì anh em về xài một bữa hay bữa nó rớt ra hết à. Đó. Có những cái nó còn chữ boss luôn, như chữ cái này nè. Cái này còn áo chữ boss nè. Anh em nhìn kỹ chỗ này ngay cái chấm này là có. Đó. Nha, cũng rất là đẹp rồi, đánh gì rất đẹp nè. Mình không có đánh mình đánh bằng cước thì nó ra như gì anh em, như gì nó xấu lắm. Nhưng mà mình kiểu này thì nó cũng còn bám chút đỉnh nhưng mà rất là đẹp. Nó cái màu đen mung của cái đầu tiếp á. Nên rất đẹp anh em. Đó. Thì có những cái nó còn cái răng xanh này luôn ha. Đó. Bên trong anh em thấy nè. Thì cái đầu này 1/2 ha anh em ơi. Anh gắn vô mấy cái tiếp 1/2 ha. Thường thường 1/2 nó có bi. Anh em để ngay cái lỗ này nè, em gắn ngay vô ngay cái lỗ này là nó cứng cực kỳ luôn ha. Nó không có gơ lắc gì chứ anh em ha. Đó. Rất là ok luôn, dặn thôi. Nó bị vip luôn ha. Đó. Quá ok luôn. Rồi một bộ này giá như cũ anh em ơi, 200.000 ha. Nhưng mà cái này mình mua một cái quá chất kia cũng khá nhiều tiền, mình đánh lên kiểu này rất là đẹp luôn. Đó cho anh em ha. 12 chia 11 chi tiết. 10 11 13 14 17 18 19 21 30. Ủa 21 24 30. Đó. Chỉ có 30 là ngắn là bộ này. Ha, bộ này là 200k. Đó. Rồi. Tiếp theo anh em ơi, có mấy cái đầu vít này. Vít này thì số lượng cũng còn có vài chục cái anh em ơi. Đầu vít này thì mục đích cho anh em nào, những anh em nào này của boss luôn nè. Mấy này là thấy chữ boss rõ luôn nè. À, thấy chữ boss rõ không? Nhìn khó nhìn lắm, tại này mình đánh lên nó bị mất, bị bay bay chụp đỉnh nữa. Nè. À, thấy logo boss không? Đó, chữ boss đó. 3/4 ha, đó, đầu này của boss luôn. Cái đầu này thì bán lẻ 50.000 cái anh em, ví dụ anh em lấy chung mấy cái khác rồi lấy cái này ha. Cái này thì mục đích để cho anh em chuyển từ, như ví dụ anh em có cái súng bu lông. Đó, 1/2 này. Đó, anh em gắn cái đầu này vô. Đó ha, để anh em gắn cái vít vô anh bắn. Đó, đi đây. Và cái đầu này trong đây có bi ha, anh em gỡ rút ra ha. Em đút vô gì? Có những cái chưa vệ sinh, vệ sinh nó còn ba dớ trong này, nó hơi cứng nè ha. Đó, em gắn như gì ha.
Dạ ha. Khi mà anh em nhét vô một hai lần là nó rất là nhẹ nhàng ha, như cái này đây. Đó. Hút vô. Anh em để dở lên gì thì có cái viên bi, đó nó giữ lại ha, gật ra nó cứng nè ha. Anh em muốn gật nhẹ thì anh em đẩy cái này lên. Đó, gật ra. Này là đúng của boss luôn nha anh em ơi. Đó. Cái nào cũng hầu như là còn logo hết á, nè. Nhưng nó hơi bị mờ thôi. Cái này thì nó hơi rỉ nhiều và nhìn nó xấu thôi. Nhưng mà cũng khá ok của boss nên cái chất thép nó rất là ngon lành ha. Bộ này cái này thì 50 ngàn cục, anh em lấy mấy cục lấy ha, 50 ngàn cục lẻ ha. Rồi. Tiếp theo anh em ơi, tiếp theo là bộ chết rồi rớt luôn. Bộ tiếp 3/4 ha. 3/4 thì dành cho những cái súng này anh em, cái đầu 3/4 ha. Đầu 3/4 là đầu to hơn đây. Này. Thì đầu 3/4 thì mình có mấy size đây anh em ơi, số nè. 19, 22, 24, 27, 36. 32 ha. Mà 32 hiếm, 32 có mấy cục thôi, bên nên 32 mình sẽ bán lẻ, còn này mình sẽ bán bộ này. 19, 22, 24, 27, 36 ha. Đó, 32 nè. 32 thì hiếm. Mấy này thì có cái còn logo nha, đây nè, anh thấy nè. Logo boss nè, này là 27 nè. Đó. Nhưng có cái thì nó bay mất tiêu, đa phần nó bay anh em ơi, như có cái này. Cái này thì nó bay mất rồi. Đó, nhưng mà chất thép thì khỏi phải chê, đây nó cũng còn đang rỉ xíu, anh em về xài đánh vài bắn vài lần gớt ra hết anh em ơi. Đó, 27 đây. Bộ này hàng mới của boss mắc lắm nha anh em ơi. Ha. Mới chưa xài hết nha, nhưng mà để nó bị rỉ thôi. Dục ra. Có những cái thì nó cũng có chữ. Này là 24. 22, 19. Ha. Rồi. Bộ này là gồm có 2, 4, 5 cục nha anh em ơi. Đó có 4, 5 cục nè, 19, 22, 24, 27, 36. Thì bộ này thì em đang bán cho anh em 4 cái này. 5 cái này thì 200 ngàn. Ví dụ anh em mua lẻ một cục là cứ 50 ngàn, cục nào cũng được ha. Đó, 19, 22, 24, 27, 36 là 50 ngàn cục. Nhưng mà anh em đi từ mua nhiều nhiều từ 2, 300 ngàn một đơn thì mới ship được. Anh em nhiều khi anh em mua một cục này ship cũng khó quá nha. Đó. Rồi, đó là bộ 3/4 nha. 3/4 là cái mấy cái súng này đây anh em ơi nha. Nè 3/4 nè. Thường á đây, ở đây nó có cái khe để giữ bi hoặc là cái khe này để giữ cái lằn này anh em ơi. Vì anh em gắn vô thôi ha. Anh em để ngay cái chấu vuông của nó thôi, gõ vô ha. Ha. Ha, đây nè. Ha, 3/4 thì gắn vô rất là ok luôn. À, không gơ lắc gì hết. Đó. 3/4 cho mấy súng bự nè. Đó. 3/4 thì nó từ 36 cho xuống thôi nha anh em ơi. Đó, anh em nào mà lấy cái nào thì ở em. 19, 22, 24, 27, 36. 200 ngàn. Anh em mua lẻ một cục thì cứ 50 ngàn cục. Rồi. Tiếp theo anh em ơi. Tiếp theo có mấy số 1 inch. 1 inch thì nó có 3 số. Có 4 5 số lần nhưng mà mấy số này hiếm. Ví dụ số 55 này, 50 này hiếm ha. 50 này có được có 1 cục, 2 cục mà. Đó, boss nè. Đúng boss luôn nha anh em ơi. Đó, 24 đây. Rất là to luôn nè, đầu 1 inch nha, đầu 1 inch nè. Mới chưa xài. Đó, này số 24 để em kiếm coi có chữ không. Đây có chữ nè. Em thấy logo boss ha. Đó, có chữ boss ha. 24. Này mình đánh cũng chưa có kỹ hết nên nhưng mà gì là ok anh em, hàng cũ mà. Hàng bị reset mới có giá này anh em ơi. Ha, 24. 41. 41 thì nó hơi rỉ hơn nhưng mà không ảnh hưởng gì hết nè. Trong cạnh còn góc cạnh ok không làm hết. Đó, 24 nha. Và 55. Rồi mình tra trên mạng cái số mà 55 này của con boss mắc lắm anh em, 1 triệu mấy cục này nè. Ha. Đó, mà không biết thường cái số 55 này á, mình đã xài, anh em nào xài mấy máy cơ giới lớn á, trong cái con NX130 là cái ốc bánh chớn hơn sao là cái số này luôn anh em ơi, số 55 này nè. Đó. Rồi, ví dụ anh em mua 3 cục này nha. 3 cục này. 3 cục nha. Một bộ này nó 3 cục. Bộ này nó 3 cục là mấy trăm ta? 300 ngàn nha anh em ơi, bộ này nè, 3 cục này 300 ngàn. Ví dụ như anh em mua lẻ thì riêng cục 55 này là 200 ngàn nha.
cục này sẽ là 100.000, 41 này 100.000, 24 này 100.000, cứ một in là 100.000 cục, chỉ riêng 55 này là 200.000 anh ơi. Cục 55 này nặng lắm ha. Và cục 55 này á, anh em nào mà mua mới mua bệnh tiền luôn tới 1.1.2 diện cục ha. Đó. Để có điện thoại đây. Ủa em lấy cái điện thoại giùm anh các em. Để em tra cho anh em xem. Đó. Còn cái số nữa, số 27, số 7 hiếm lắm anh em. Số 7 thì như có một hai số nè, có chữ boss là 27 nè. Hiếm. Nhưng số 127 thì tính sao ha. À, đây đây có. Đây. Boss ha, 55 ha. 1.2 triệu. 50.000 cục này. Đó. Này cũng đúng boss luôn nha anh em. Anh em 200.000 ha. Đó. Rồi, anh em nào chốt nào ấy. À. Còn cái có máy này lẻ nè anh em ơi. Mấy cái bộ màu này thì còn chỉ có 17 nha. 17 với 21 là còn màu nha anh em ơi. 50.000 cục. Đó, anh em lấy nhiều lấy, cứ cặp hai cái gì nè. 100.000. Đó ha. Hai số này 100.000 nha. Ờ, này để dành cho anh em tháo mấy cái lớp xe ô tô ha, cho nó không chạy ốc người ta. Cứ 50.000 cục. Cục này hết trơn rồi. Cục này giờ hết trơn luôn anh em. Cục 19 hết trơn rồi. 19 giờ hết xịu, không mấy cục. Và em còn mới đầu tiếp ngắn nữa anh em ơi, nhưng mà chưa có vệ sinh xong. Tiếp ngắn cũng có một số số cũng giống giống này nè. Tiếp ngắn nhưng mà để sẽ lên sau ha. Đó. Một in gắn vô đây. Một in chỉ gắn súng nè. Mà cái súng mình cái này nó bị mòn rồi nên gắn nhìn nó hơi hơi gơ. Chứ mà đúng nó gắn vô là ok lắm. Một in đó nè. Rồi. Tiếp theo có motor anh em ơi. Motor thì để em bưng cục lại đi. Motor này một ngựa một pha ha, đấu 220 rồi cho anh em rồi. Đây nè. Motor một ngựa một pha về được ba mấy con anh em ơi ha. Bưng đại cục, con cục nào cũng được anh em ơi. Cục kia mình đấu điện sẵn để hồi mình test cho anh em ha. Đây. Bưng lại cục này để quay thông số kỹ thuật cho anh em xem. Đây. Một ngựa một pha ha. Rồi. Thông tin kỹ thuật đây, 0.75kW, 4B ha, điện 100V. Nhưng mà này mình đấu 22 rồi anh em ơi. À, này đấu ha, chứ không có móc gì hết trơn. Bên trong nó rất là đẹp luôn ha. Đó, bên trong cực đẹp luôn chứ không có đẹp thường nữa nè. Cực đẹp luôn ha. À, cái cũ nó còn màu xanh luôn. Chỉ quay chỉ rồi. Make in Japan nha anh em, để nè. Make in Japan ha. 0.75kW là một ngựa. Đó, một pha ha. Con này nó chạy nếu mà 100V thì chạy 11.4A, còn anh em mà chạy 220 thì nó khoảng 550A nha anh em. Đó. Thì phù hợp cho anh em nào mà gắn về mà anh em mới mua mấy con bơm hơi một ngựa rồi đó. Ha, một ngựa mà đấu điện lại giờ anh em đấu cũng mất vài trăm ngàn, 500-700 rồi. Anh em bán bà cái motor đó đi. Anh em ra mua cái này, mua cái cục này anh em gắn lên hơi bị ngon luôn. Nha, hàng Nhật nữa. Anh em xài khỏi phải chê. Cốt nó ra nè. Cốt nó 19 nha. Đúng rồi. Cốt 19 nha anh em ơi. Đó. Thì cục này mình đã đấu điện sẵn rồi. Mình kẹp lại đây ha. Thì nó có 4 chân ốc đây. Để em đo luôn cái chân ốc để anh em về có cái thiết bị nào đó. Để muốn muốn ấy thì gáp luôn nếu khỏi lăn tăn ha. Đây, tâm lỗ nó đây anh em ơi, tâm lỗ này bề ngang di chuyển được rất là dài ha. Một tấc 25. Một tấc 25 là chân tâm lỗ anh em có dịch qua dịch lại ha. Đó. Rồi, cái chiều này là một tấc ha. Dài ngang là tấc 25. Thì nhưng mà anh em có thể đi điều chỉnh được cái nó tới 150 luôn ha. Maximum nó 150 luôn nè. Đó, từ đây nè, ra qua đây là 150, 55 luôn. Đó. Rất là ok anh em ơi. À, rồi ok anh em lại ghim điện giùm anh cái. Rồi con này thì mình đã đâu ấy điện rồi à, thì đây hai con dây đen là dây nguồn chạy, còn dây này là anh em muốn đảo chiều thì bật qua đây, còn muốn ngược lại thì bật qua đây nha anh em ơi. Đó, di chuyển thôi. Còn ví dụ anh em muốn đảo chiều luôn thì anh em con dây này là dây trung tâm ha, muốn qua đâu là chạy lại vào chiều bên đó. Rồi
kim điện cái dây này nè, kim vô điện đó mà cái chui đó đó. Ừ, đúng rồi, rồi kim điện vô. Chạy im ru anh em ơi ha, rất là ok luôn. Thì để mình tháo cái tụ bên trong cho anh em xem, tụ zin luôn ha, đấu là đấu còn giữ lại tụ zin luôn nha anh em ơi ha, nó không bị đấu cụ đề là 100V nên anh em không sợ mất cái zin ha. Rồi ok, để mình sẽ tháo cái tụ cho anh em xem cái tụ zin. Cái này nó chưa tháo gì hết luôn anh em, chỉ đấu điện thôi. Trong nó ha, này hàng zin nó đẹp cực kỳ luôn nè, thấy hàng Nhật nè, cái tụ nó đây, đó, hai tụ ha, tụ đề, tụ chạy ha, đó, tụ zin của Nhật luôn nha anh em ơi, đó, khá là ok, 400mm, ha, rồi, rất là đẹp ha, này cũng dày chắc chắn này nè, rồi rút điện em. Chạy rất là im luôn nè, và này nhôm nó mát rượi anh em ơi, khía nữa mát rượi, anh em chạy là bao anh em là ngon luôn. Rồi giờ báo giá cho anh em nè, cực kỳ hời luôn nha, ha, 1,5 triệu một cục, chuyển khoản bao ship anh em ơi, ha, tại ship cục này nó 10 mấy ký, bữa qua cân như 1-12 ký, 1 ký ha, ship cũng hết 5-70 gì rồi, tính ra còn con 1,4 triệu, ha, 65 ngàn hả? 65 ngàn thì còn ra 1,4 triệu mấy chục đó. Đó ha, anh em nào mà lợi nhà lấy thì cứ 1,4 triệu một cục ha, cũng được, lợi nhà lấy 1,4 triệu một cục, ship là 1,5 triệu anh em ơi, tại ship và công gói mà nguy hiểm nữa, ba cái chân này em gói phải kỹ lắm, tại này nó bằng nhôm ha, nhôm liền khói đây, khi mà ship thì em phải thùng mót thùng đồ chim cực kỳ để nó quăng, cái này một cục này 10 mấy ký, nó quăng một phát một là coi như là thôi bể luôn á. À, nên anh em nào cái rủi ro rất là cao, anh em nào đến lấy thì 1,4 triệu, còn em ship thì 1,5 triệu, nói chung cũng có 30-40 ngàn rủi ro, mà em thích anh em nào đến lấy hơn nha. Rồi ok, đó là về motor ha, số lượng còn 3 mấy cục á, anh em nào mua bán lại thì nói chung cái bả này mỏng lắm rồi nên mua bán lại cũng khó, em cũng không có để giá được tốt được, mềm nữa anh em. Rồi tiếp theo có gì về nữa ta, búa thì quá trời rồi ha, xưa giờ đây ba cái em ấy sẵn ấy cho hết anh em, ba cái này là lần trước nè, lần trước đánh nè, dở, lần sau em mua được cái hóa chất thì em ngâm ha, nó ra đẹp cực kỳ luôn đó. Không xét lại, còn này anh đánh lên là không, mình không có xử lý bề mặt cái nó xét lại luôn. Rồi ok, về dây đi anh em ơi, dây thì em về khá nhiều đây nè anh em ơi ha, 2-3 kiện ở đây đó, dây này là dây một gì ta, tấn gửi ha, tấn gửi đây, số lượng đây nè, cộng này xấu quá ha, tấn gửi dài 5m anh em ơi, mấy cộng này thì bán khá nhiều rồi ha. Rồi tấn gửi 5m đó, đời 2021 không anh em ơi, cộng này thì 100 ngàn sợ anh em ơi, cho anh em cẩu hàng rồi ha, 100 ngàn sợ, cưng sợ gì 100 ngàn đó, số lượng khá nhiều ha, về mấy kiện á đó. Còn một số nữa, dây 2 tấn đây anh em ơi, dây 2 tấn thì cũng còn ít nè, còn có một kiện dây 2 tấn mà bán bữa giờ rồi, dây 2 tấn 7m anh em ha, 2 tấn 7m thì cộng này thì 200 ngàn sợ anh em ơi, 2 tấn 7m, mấy cộng này hệ số an toàn cao lắm nha nè, 71 ha, là nó thử tải gấp 7 lần cái sức chịu tải của cái con này nha anh em ơi, đó 71 2 tấn nè, nếu u tròn được tới 4 tấn rồi, 2021 tháng 10 2021 nè, sản xuất bởi công ty nè Dedun Dedun Slim gì nè. Này số lượng cũng còn ít. Rồi còn mấy cái linh tinh thôi, để em quay búa rìu thì cũng còn đây, em cho nó lên kệ đây, quay cho chia sẻ anh em ha. Về cút chim thì cũng còn khá nhiều đây nè,
đây cút chim đây à, rất đẹp, ngắn dài 8.5 tấc nha nè. Đó, bề ngang đây là được 8 phân ha. Đó, cán đây có đầu móc nè. Cho anh em cầm vậy anh em móc rất là ok luôn. Đó, một cây gì có 500.000 anh em ơi. Đó, số lượng cũng còn khá nhiều nha. Mình cho lên kệ rất là đẹp, sạch sẽ. 500.000 cây. Của tạ chẻ đá thì em có hai size, size nhỏ đây, size nhỏ dây 4.5 kg và cây này 5.5 kg ha. Đó, cái đầu này đầu chẻ đá, kia đầu đập. Đầu đóng bình thường. Cái con này thì 500.5 kg một cây ha. 4.7 500 còn 5.5 kg là 500.5 kg. Rồi búa tạ đập tường mà nhỏ nhỏ 2.2 kg thì cũng 4 LPS, đây cũng còn nhiều anh em. Đó ha. Cán đều quá. Mấy cây này đập cầm sướng tay lắm anh em ơi ha. Cái phần nó cầm nó không tức tay anh em. 250.5 cây. Đó, 2.5 LPS, nhỏ hơn cũng có đây. Mấy cái này thì 200 ha, hoặc là 3 LPS đây. 2.5 LPS phản ký rưỡi, còn 3 LPS phản ký 7 ha. Ba đầu này này to hơn, không có đầu đập tường đây. Có mấy cái búa có đầu chặt. Đầu chặt còn mấy cây ha. Đầu chặt gì? 4 LPS anh em ơi. 2.2 kg luôn ha. Búa đầu quát hết. Cái này thì cũng 250.5 cây. Đó. Số lượng thì anh em thấy rồi đó ha. Khá nhiều. Rồi. Tiếp theo rìu tạ để anh em về củi kinh củi đây. Ha. Cái này là khỏi phải chê luôn anh em nào mà chạy củi mà cầm cái cây này chẻ xong rồi thấy nó sướng đó. Cây này đặc biệt là không dính lưỡi nha. Chẻ nó không dính lưỡi, nó có đầu tạ nặng, con này nặng tới 4.7 kg là cán dài 8.5 tấc nha. Sợi thủy tinh. Cầm nó, thứ nhất là không bị tức tay, thứ hai là chỉ rất là đầm luôn ha. Không dính lưỡi. Cây này em bán rất là chạy luôn ha, có rất là nhiều anh thích. Giá cây này thì 600.000 cây nha. Rồi. Còn rìu rìu nhỏ, rìu hít kỳ thì em còn quách đây nè, hàng đẹp không nha. Đó. Rìu hít kỳ hàng đẹp không. Lưỡi bén, lưỡi này tôi rất là ok luôn, cán đẹp luôn anh em ơi. Này thì 300.000 cây anh em ơi. Ha. Còn trên kệ này còn ít thôi. Nói chung anh em lấy em lựa đẹp nhất, tốt nhất có thể cho anh em ha. 300.000 cây này. Đó, rất đẹp nha anh em. Này. Hít kỳ. Đó, 300.000 cây. Còn mấy cây búa đinh này anh em. Búa đinh này thì 150.000 cây anh em ơi ha. 19 UZ nặng từng ký lô mà cán rất dài rất là to ha. Đó, 150.000 cây cũng còn ít nè. Mấy cây linh tinh không nhiều. Rồi, còn mới búa tạ đập tường còn ít nữa nha anh em ơi. Cắt đâu không biết. À, tạ đập tường đây. Tường nó không để kệ kia đây. Tạp tường nè, một đầu dấu cộng ha. Đầu dấu cộng này đây em phá tường rất là khuê luôn. Còn đầu dưới đây đầu bằng bình thường ha. Thì mấy cây này thì 500 cây nè. Đó. Mình nhớ mình còn mớ tạ nữa. À đây. À, còn mớ tạ 5.5 kg nữa nè. Đây mấy cái tạ này là 5.5 kg cây nha anh em. Ha. Đó. Này để anh em đóng, anh em mà làm bên cơ khí hoặc là làm bên máy móc gì lớn á, cần mấy cái cây này á, thì tới em ha. 10 LPS, 5.5 kg, gần 6 kg luôn á. Đó, cán dài 8.5 tấc. Cái cán nó làm rất là thích anh em. Chỗ này nè, nó bự ra, anh em cầm mà không bao giờ vuột tay nè ha. Đó, 5.5 kg cây nha anh em, chưa vận chuyển. Rồi. Ok anh em ơi, tiếp theo thì cũng còn thùng đạn, cũng còn một ít nha anh em ơi. Thùng đạn còn khoảng vài chục cái ha. Hàng đẹp không à. Thùng đạn bữa giờ mình bán là mình lựa cho anh em đẹp dao không, chưa có bao giờ anh em mà phải than phiền về chất lượng luôn á. Thì hàng cũ nhưng mà cũng phải có một số cái đi bị chày bị chóc cái gì đó. Rất là ok chắc chắn luôn ha. Đó. Thùng như gì là 300.000 cây, chưa vận chuyển. Đi. 300.000 cây chưa vận chuyển.
Rồi cô đợi con xíu đi, con quay. Kỳ. Kỳ đi vô. Cô đợi con xíu đi, con quay video xong cái con ra con khinh phụ cô lên. Thì cô lấy cái ghế ngồi đợi đi. Đợi con xíu, 50 phút. Ok anh em ơi, còn ống củ quả cũng còn ít nè, mình cũng chưa soạn ra hết nữa. Có 50, 65 ha, 65 còn 30 mét cũng còn vài cuộn á, mới soạn ra được vài cuộn á ha. Này 65 nè. Cái này dày dặn chắc chắn ha. 50 có nữa. Cũng mới 50 nữa ha. Đó. Củ quả. Ở sau mình có về được mấy cái bình để anh em chứa nén khí ha. Bữa về mười mấy cái mình bán hết mớ rồi, cũng còn mớ đây nè, thì quay cho anh em xem ha. Anh em nào mà cần cái bình nào thì ới em ha. Đây mình thấy ha, mấy cái bình khổng lồ ha. Cái bình này là 926 lít anh em ơi. Áp có hai loại, loại áp 10 kg và loại áp 7, một loại áp 20 kg và một loại áp 40 kg ha. Đó, anh em nào cần thì ới em, bình rất là dày dặn chắc chắn anh em ơi. Đó. Có anh em led trên kia mà cao quá được rồi. Rồi ok, đợi em xíu em lấy cam ra em quay cho anh em cái anh em led đây. Được không? Đó. Áp nè. Áp thử nó 30 kg. Áp chạy nó 2 mega 3 là 20 kg mình anh em. Ha. Đây nè. Đây kia. Ha. 30 kg nè, ngược nè ha. Test rest rule, TB là test rest rule, WB là working rest rule. Ha. 22.0 là mega 3. Đó. Bình rất là dày nè. Cái món hàng của mấy bình này rất là tuyệt vời luôn ha. Ha. Dày dặn chắc chắn, quá là ok luôn ha. Rất là dày nè. Món hàng đó khó phải chê. Cái này mười mấy triệu một cái anh em ha. Em cần nào ấy em, để mình có cái máy kia. Quay cho anh em một xíu nữa. Ở đây cho anh em coi mấy cái đầu tiếp của mình. Mấy đầu tiếp là mình để mình xài nè. Mấy cái này mình tẩy kiểu sao nè, rất là đẹp ha. Còn này có cái này thì tại mình đánh kiểu kia nó xấu ha. Còn mới tiếp ngắn ở đây nè. Tiếp ngắn thì cũng còn mới, mình chưa vệ sinh đó ha. Để như vậy xài hơi bị grip luôn. Ok. Cái máy này bữa giờ chưa có quay cho anh em. Rồi để con này mình quay sau đi. Rồi, để mình phụ bà cô kinh mở đồ lên ha. Rồi anh em nào mà đang xem thì cho em một lượt like ha, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video nha anh em. Anh em thấy cần ưng cái món nào thì nhắn cho em ha. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt anh em ha. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.